Mới đây, quản lý truyền thông của Phi Nhung đã chia sẻ câu chuyện về sự quan tâm, hỏi han của các nghệ sĩ khi nữ ca sĩ Bông Điên Điển qua đời. Trong ngày 28 tháng 9, Trấn Thành đã gọi điện và nhắn tin hỏi thăm tình hình Phi Nhung ít nhất 4 lần, hay như Mỹ Tâm, Mai Phương Thúy, Đông Nhi, Bảo Thi, Thanh Thảo, Vi Oanh đều liên lạc để chia buồn và cầu nguyện cho nữ ca sĩ. Đáng chú ý, Thủy Tiên dù đang trong thời gian im ắng, không có bất cứ động thái nào giữa lúc vướng lùm xùm, nhưng đã âm thầm gọi điện cho quản lý truyền thông của Phi Nhung. Thủy Tiên cũng nhắn tin mình kể từ chuyến lưu diễn châu Âu chung gần 10 năm được chị Nhung quan tâm và dành nhiều tình cảm ra làm sao, quản lý truyền thông của Phi Nhung chia sẻ. Có thể thấy, dù không phải người nào cũng đăng lời chia buồn lên mạng xã hội, nhưng rất nhiều nghệ sĩ dành tình cảm, sự quan tâm tới Phi Nhung.